Xin chào tất cả quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em võ sinh. Trong bài học ngày hôm nay của chương trình Từ học võ karate tại nhà, thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai nội dung mới. Một là tấn trước, có tên gọi là tấn gen Usurichi. Hai là trung bình tấn, có tên gọi là tấn Kiba Daichi. Như vậy, sau khi thầy và trò chúng ta cùng nhau ôn lại các kỹ thuật đã học từ bài 1 đến bài 5, bài 6, sau đó thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em hai kỹ thuật, hai nội dung chính, đó là tấn trước có tên gọi là tấn Gen Usurichi, thứ hai là trung bình tấn có tên gọi là tấn Kiba Daichi. Trước khi đi vào các nội dung trên, sau đây thầy xin mời tất cả các em võ sinh, mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng đứng lên và tiếp tục thực hiện nội dung khởi động cùng với thầy. Các em lưu ý, trước khi tham gia tập luyện nội dung chính của các buổi học thì chúng ta đều phải thực hiện nội dung khởi động. Khởi động gồm có khởi động chung và khởi động chuyên môn. Trong nội dung khởi động chuyên môn thì thầy và trò chúng ta cùng ôn lại những kỹ thuật đã được học của bài trước. Các em chú ý như vậy. Có nghĩa là trong buổi học nào, tất cả các buổi học mà thầy dạy ở nhà, trong chương trình Từ học võ karate tại nhà thì đều có cái nội dung đó là khởi động. Cho nên các em chú ý cho thầy, trước khi vào tập thì các em phải chuẩn bị sẵn sàng võ phục hoặc là những cái trang phục thể dục của các em. Sau đó chúng ta đứng vào vị trí, bật máy lên, bật tivi lên và cùng nhìn vào tivi để xem thầy hướng dẫn và thầy trò chúng ta cùng khởi động. Nhớ chưa nào? Buổi nào chúng ta cùng thực hiện nội dung đó cả. Rồi xin mời tất cả chúng ta khởi động. Động tác đầu tiên, động tác tay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thôi. Động tác tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thôi. Động tác nghiêng lưng, bước chân trái sang bên trái trước, hai tay dang ngang. 1, nghiêng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác phần mình, bước chân trái sang bên trái trước, hai tay đưa thẳng về phía trước. 1, sau đó vặn mình qua bên trái, 2, 3, 4 và ngược lại, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác cổ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ. 1, 2, 3, 4 và ngược lại, 5, 6, 7, 8, thôi. Động tác xoay cổ chân của tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi. Xoay khuỷu tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Tiếp tục xoay khuỷu tay ngược nhau. Xoay khuỷu tay ngược nhau, chúng ta nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vâng, tiếp tục nào. Xoay vai, đặt tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi. Xoay cánh tay, thẳng cánh tay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ôi, xoay hông. Hai tay chống hông lên nào. 1, 2, biên độ lớn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay gối. Từ ngoài vào trong trước. 1, 2, làm theo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trùng gối. Kéo hai chân vào trùng gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi. Bước rồng hai chân, thẳng gối, lắc hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép, một phải, hai trái, ba giữa, thẳng cổ ra. 1, 2, qua bên trái. 3, vào giữa, dùng hai tay kéo cái đầu vào giữa. Yêu cầu thẳng gối. 1, 2, 3, rồi, tấn Siko. Đây là trung bình tấn, có tên gọi là Siko đây chứ. Thấp xuống nào. Rồi, kế hai cái gối trỏ lên chúng ta lắc qua lắc lại nhẹ nhàng cho nó căng cái cơ đùi ra nào. Đấy, cho nó căng cơ đùi ra nhá. Tiếp tục, hai tay các em chạm xuống cái gót chân. Hai tay của chúng ta chạm xuống cả cái gót chân đó. Lắc nhẹ nhàng cho nó căng cái cơ đùi ra, nhẹ nhàng thôi nhá. Rồi, qua bên trái, ép vô. 1, bước dài chân ra nào, bước dài chân ra. 2, qua bên phải, bước dài chân ra và thẳng lưng lên. Đẩy hông này xuống này, đẩy hông xuống. Ép ngang. 1, xoay mũi bàn chân lại. 2, qua phải, xoay mũi bàn chân. 1, ngồi sát xuống và duỗi thẳng cái mũi chân lên. Ngồi sát xuống và duỗi thẳng cái mũi chân lên. 2, rồi, đứng lên.
Các bạn ngồi xuống trên gót bàn chân. Đây. Ngồi trên gót chân nha. Đây. Đưa tay phải trước. Một. Căng. Kéo căng đi bàn tay vào. Hai. Kéo căng vào ngay kia. Ba. Gập qua. Ép vai, ép vai, dùng tay trái kéo cái tay phải để ép cái vai phải. 4. Sau. Dùng tay trái kéo cái vai phải qua. Kéo căng lên. Rồi đổi tay. 1. Hai. Ba. Bốn. Kéo sau. Kéo đằng sau. Rồi. Các em chống hai tay về phía trước, nhảy hai cái chân lùi sau. Và căng người lên. Đây, nhìn thấy này, căng lên. Lưu ý là chỉ có mũi chân, hai mũi chân và hai bàn tay chạm đất. Căng lên. Rồi, này. Duy. Rồi, tất cả thủ về hông. Thủ tay về hông nào. Thủ về hông. Đấm nhẹ nhàng cho thầy. 10 đòn trúng đậm theo nhịp hô. Các em làm chồng và lưu ý, quan trọng nhất là khi chúng ta đấm cái tay ra thì chúng ta phải đẩy cái hông theo. Nhớ chưa nào? Đấy, chúng ta đấm nhẹ nhàng và tập cách đẩy hông. 2 3 trúng đậm nhé. 4 5 6 7. Các đẩy hông nha, giữ nguyên hông. 8 9 10. Rồi. Hướng nặng. Nhẹ nhàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Duy sao lòng. Rồi rụt tay đây, rụt tay này. Rụt tay rụt chân. Khi khởi động chúng ta chú ý là luôn luôn thả lỏng tích cực. Bởi vì trong quá trình khởi động thì chúng ta thực hiện các kỹ thuật rất là nặng, ví dụ như ép dẻo này, đá này, đấm này rất là nặng, cho nên chúng ta phải thả lỏng tích cực nhá. Đấy. Thả lỏng. Thể thao là chúng ta phải thường xuyên thao động tích cực. Rồi, tiếp theo. Bây giờ hai tay thụ về hông thấy không? Làm theo nha. Tất cả thụ tay về hông. Morohikite. Đây gọi là kỹ thuật. Morohikite. Thụ tay. Bây giờ nghe thầy hô theo nhịp chúng ta đấm trúng đẳng. Nhân ra một tí nữa. Một. Nhân ra đâu? Hai. Trúng đẳng nha. Ba. 4 5 6 7 8 9 10. Hạ đặt. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Thương nặng. 1 2. Nhấn lên. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chuẩn bị. Thả lỏng. Rủ tay đi.
Tiếp tục. In. You will. Bước chân trái về trước, thanh tịnh chiến đấu. Ê. Thủ lên. Hết dọc về phía trước. Một. Cao chân lên. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Nhà đối bên. Thủ lên nào. Tiếp tục. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Duy. Thả lỏng. Thủ chân. Xoay hông. Xoay hông nhẹ nhàng thả lỏng. Ngược lại. Xoay gối. Tay gối nhẹ nhàng để thả lỏng đây này. Ngược lại. Đây. Chủ chân đủ tay đi đây. Để tiếp tục. Rồi. Hai tay chống hông. Hai tay chống hông. Hất ngang. Hất chân ngang. Rồng chân lên nha. Nghe hồ. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Ô. Xoay gối. Xoay gối nào. Ngược lại. Rồi, xoay hông. Ngược lại. Chú ý. Miki, Shikoraji, Chirangiki. Tức là bước chân phải sang bên phải, thành tịnh Shiko. Tức là trung bình tĩnh, động thật trung đặt bằng tay phải. Yeah. Rồi đây là Yui Miki Shiko Chirangiki. Nghe theo hồ. Hop. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Hà đặng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thường đặt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng ôn lại kỹ thuật đợt hạ đẳng. Các em chú ý hai nắm đấm nắm lại. Nắm lại. Thầy quy định 10 đòn đầu tiên là chúng ta chỉ thủ tay phải thôi. Thủ lên. Đợt xuống. Tay phải nhé. Một tay thôi. Nghe nhìn hộ thầy. Đòn đợt hạ đẳng có tên gọi là Gedan Prat. Gedan Prat. Một. Thủ.
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 thủ ê đổ tay. Bây giờ đỡ tay trái xuống, ngược lại, 1 thủ 2 đỡ xuống. Các em chú ý khi tay trái đỡ ra thì tay phải thủ về hông như thế này. Đây. Khi tay trái đỡ ra thì đương nhiên là tay phải thủ về hông. Và ngược lại, chú ý nha. Tay phải đẩy xuống thì tay trái thu về hông. Và khi thu về hông thì cái tay của chúng ta này, các em chú ý, tay của chúng ta không phải là lòi ở phía trước đây đâu, mà nó phải nằm về sát thân người nha. Và trên thắt đai, nắm đấm nằm sát thân người và trên thắt đai. Tay kia cũng vậy, nhớ chưa nào? Đấy. Rồi, bây giờ thầy sẽ hô chúng ta không một thủ hai đỡ nữa. Không một thủ hai đỡ nữa mà thầy hô là chúng ta đánh luôn. Đòn đánh, đòn đỡ hà một lúc. Yeah. Tay phải trước, 10 đòn. 1, thủ lực, được ra, đúng rồi đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đổi về, cũng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta đỡ tay trái xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, dùng tay, dùng chân. Cúi xuống rụt tay đi nha. Rũ chân, rũ chân, thả lỏng tích cực nha. Rồi, duy, chúng ta tiếp tục ôn kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài, có tên gọi là Uchiyuki. Một thủ, hai đỡ. Một, tay phải trước nha. Hai, lưu ý thầy nhắc lại, tay nào đỡ dưới thì nắm đấm úp, tay còn lại nắm hơi tự nhiên và đưa ở phía trên, che kính chấn thủy, nhớ chưa? Hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Rồi đổi bên, đổi bên nha. Tay trái, một thủ, một thủ tay trái dưới đâu, tay trái nắm đấm lại thủ. Hai, đỡ tay trái ra. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Rồi, rụt tay đây nào, rụt tay. Khi chúng ta nắm đấm lại, nắm cái tay lại thì cái cơ nó căng ra. Cho nên sau khi thực hiện một kỹ thuật xong thì chúng ta nên rụt tay cho nó, lỏng cái tay ra này, thấy không? Rụt cho lỏng cái tay ra. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy hô theo nhịp và đỡ một lúc. Ví dụ, một, đỡ luôn, bây giờ không thủ và đỡ hai giai đoạn nữa mà chúng ta làm một đà luôn, thấy chưa? Vì tay phải trước, một, đỡ ra, đúng rồi. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ê! Rồi,
vậy thôi. Nghe nhịp hô của thầy, làm theo nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Rồi, thả lỏng chỗ tay. Rồi, rụ chân. Trong quá trình rụ chân, rụ tay thì chúng ta chú ý phải tranh thủ mà thở nhá. Hít thở thật sâu. Hít bằng mũi, thở bằng miệng, hít thở sâu. Để lòng ngực nó căng ra cho nó khỏe các. Tiếp tục. Ôn kỹ thuật tiếp theo. Đỡ trung nặng từ ngoài vào trong. Gọi là Soto Uchi. Đòn kỹ thuật đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong có thuật ngữ là Soto Uchi. Làm theo. Tay phải trước nhé. Đấy, làm cho nó. Có nghĩa là tay phải hoặc tay trái trước thì bình thường, cái nào cũng được. Nhưng thầy quy định như vậy để chúng ta làm theo, để cho đồng loạt mà. Để khi thầy cho chúng ta cùng tập với nhau, nó đỡ ngược tay, nó đỡ nhầm, được chưa? Tay phải nhá. Một thủ. Tay thủ đưa lên ở trên. Nắm đấm hướng vào trong mặt. Nắm đấm này này, hướng vào trong mặt. Tay kia nắm hơi tự nhiên và đưa thẳng về phía trước. Như trong bài số 6, như trong bài số 6 thầy đã hướng dẫn rồi đấy. Thủ lên, 1, 2, đỡ xuống. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y. Rồi, đổi tay. Đổi tay nha, cũng như vậy thôi. Tay trái lên trên, 1, thủ, 2, đỡ xuống. 1, thủ lên. Cái tay trước này nắm đấm thẳng ra phía trước đâu, thẳng ra phía trước. 2, 1, 2, 1, 2, 1, y. Rồi, thả lỏng nào. Thả lỏng tay đi. Thả lỏng tích cực nhé. Không vội, chúng ta tập võ là không vội nhé. Mình phải rèn luyện sức khỏe hàng ngày, tập luyện hàng ngày và chúng ta phải tập đúng, không vội vàng. Thể thao là phải tập thường xuyên, không phải là chúng ta tập một lần hai lần rồi chúng ta nghỉ. Thường xuyên nha, và mỗi lần tập thì chúng ta phải có nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thả lỏng rồi mà mới đúng được nhá. Bây giờ thầy hô theo nhịp và chúng ta thực hiện. Bây giờ không thủ nữa, đi một lần luôn. Chú ý thực hiện lại kỹ thuật đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong Soto Uchi. Một, hai, xin lỗi, Soto Uchi nha. Ba, thẳng tay nào nắm cái các cổ tay thẳng này, cổ tay. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, đổ tay, tay trái, thủ lên, thủ thao lòng ra, nhẹ hồi nha. Một, đỡ xuống. Hai, đỡ luôn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ơi duy thả lỏng. Đúng chân đi, đúng chân ngang. Đủ
chân của tay. Rồi, biết. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã ôn này hai kỹ thuật đỡ. Một là kỹ thuật đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài. Hai là kỹ thuật đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong. Được chưa? Đó là cái bài mà thầy dạy ở bài số 6 đấy, bài trước. Thì không phải chúng ta thực hiện một buổi hai buổi là quen đâu các em. Và chúng ta sẽ thực hiện dần dần buổi này qua buổi kia, thực hiện liên tục. Một thời gian sau thì em mới quen cái cách được. Nhìn thì rất đơn giản nhưng mà chúng ta thực hiện được thì nó khó. Cho nên ngày nào chúng ta cũng tập, ngày nào chúng ta cũng ôn lại, ngày nào chúng ta cũng thực hiện kỹ thuật đó thì dần dần nó quen nhé. Hai đòn trung đẳng từ trong ra ngoài và trung đẳng từ ngoài vào trong. Thì bây giờ chúng ta ôn sơ lại cả cái tấn như sau. Các tấn nhé. Tấn này là tấn Heikodachi. Heikodachi gọi là tấn nghỉ, tấn chuẩn bị đấy các em. Hai mũi chân song song vào rộng một vai, lưng thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tấn chuẩn bị. Người ta gọi thuật ngữ là Heikodachi. Tấn thứ hai đó là tấn Musubidachi. Trái vào, phải vào. Hai gót chân chạm nhau, hai mũi chân chất hình chữ V, lưng thẳng vai thẳng. Musubidachi gọi là tấn nghiêm. Và chúng ta đã tập cái tấn thứ ba, đó là tấn Nekoashidachi, tấn nhóm. Thấy chưa? Tấn này gọi là tấn Nekoashidachi, gọi là tấn nhóm. Đấy, đừng giống như Tôn Ngộ Không á. Hiểu như vậy để chúng ta dễ hiểu nhá. Có nghĩa là cái tấn này hơi khó đứng nha các em. Tấn này hơi khó đứng là trọng tâm phải dồn về chân sau và chân trước lúc nào cũng lọc này này. Chân trước lúc nào cũng lọc này để có thể phản công bất kỳ lúc nào nhá. Đấy, có thể phản công bất kỳ lúc nào nếu đối phương vào. Đấy. Thứ hai là chúng ta nhón thả lỏng như này để chúng ta di chuyển trên nền tảng một số cái tấn khác. Cho nên các em chú ý cái tấn này hơi khó đứng nha. Thầy nói lại. Nekoashidachi gọi là tấn nhón. Bước 1 là mở cái bàn chân chân trụ ra. Được chưa? Bước 1 là mở cái bàn chân trụ ra. Bước thứ hai là đưa chân còn lại lên phía trên, phía trước. Trên trước, trọng tâm dồn về chân sau. Chân trước luôn luôn thả lỏng. Và chúng ta chỉ có tì nhẹ xuống đất thôi. Này, thả lỏng để chúng ta chủ động trong quá trình chúng ta di chuyển trên nền tảng một số tấn khác. Hoặc là chúng ta có thể phản công bất kỳ lúc nào khi đối phương vào. Hiểu chưa nào? Đấy. Ôn lại. Mở chân ra. 1 2 bước lên. Tấn nhóm Nekoashidachi. Rồi, bên phải cũng như vậy thôi. Mở chân phải ra. 1 2 bước lên. Thấy chưa? Bước lên này. Tấn này thầy nói lại là hơi khó đứng nha các em. Được chưa? Rồi dần dần chúng ta sẽ quen. Cái tấn thứ tư chúng ta đã được tập đó là tấn Shikodachi. À, thầy lùi một tí này. Shiko. Tấn Shiko này các em hiểu nôm na là trung bình tấn đấy các em. Trung bình tấn thì chúng ta chú ý vuông góc ở hai gối. Vuông góc ở hai gối. Trọng tâm dồn đều về hai gối. Hai mũi chân chắc chéo hình chữ V. Bởi vì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thêm một cái trung bình tấn nữa nhưng mà thì mũi chân nó khác. Đây gọi là tấn Shikodachi. Được chưa? Shikodachi thì hai mũi chân chắc chéo hình chữ V nha. Đương nhiên là lúc nào cũng phải lưng thẳng, hai vai thẳng. Shiko. Được chưa nào? Rồi. Đấy, chúng ta biết những cái tấn như vậy. Và những cái tấn này thì chúng ta luyện tập hàng ngày, luyện tập thường xuyên và dần dần chúng ta sẽ quen. Đấy. Nội dung bài mới của chúng ta ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu, hướng dẫn, phân tích cho chúng ta
thêm một cái nội dung nữa, đó là tận gian của Kusurichi, tức là tận trước. Đấy, tận trước chúng ta nhớ như vậy cho nó dễ, bởi vì sau này chúng ta tập nhiều, chúng ta theo bộ môn karate nhiều thì chúng ta sẽ thuộc thuật ngữ và chúng ta quen với cách gọi thuật ngữ. Còn chúng ta đa số là mới tập ở nhà, cho nên thầy nói cái tận như vậy để cho chúng ta dễ nhớ. Đó là tận trước, có tên gọi là Gen Kusurichi. Bây giờ thầy sẽ phân tích tận trước như sau. Từ tư thế này được chưa nào? Chúng ta phải bước qua cái tận nhóm, thầy quy định chân phải được nhé. Từ tư thế này, tư thế chuẩn bị tận Heikodachi. Heikodachi tức là tế chuẩn bị này, thì chúng ta đầu tiên phải bước qua cái tận nhóm gọi là tận Nekoashirachi. Từ tận nhóm Nekoashirachi này, chúng ta bước chân về phía trước và chắc chắn. Bước chân về phía trước và chắc chắn. Được chưa? Rồi. Bước chân về phía trước và chắc chéo này, đồng thời thầy phân tích này, khi bước ra thì khoảng cách giữa hai bàn chân, khoảng cách nhé, không phải là chiều dài nhé, khoảng cách giữa hai bàn chân là bằng một vai. Đây, cái vai của mình như thế này thì mình bước như thế, hiểu không nào? Một vai, chiều dài bằng hai vai, tức là từ bàn gót bàn chân trước, từ gót bàn chân trước này lui đến cái mũi chân sau là khoảng cách bằng hai vai, tức là dài gấp đôi nhá. Còn chiều ngang thì chúng ta chỉ một vai thôi, chú ý như vậy. Đối với tấn này thì chúng ta chú ý là vuông góc ở gối trước, mũi chân trước luôn luôn thẳng, nhớ chưa nào? Vuông góc ở gối trước, mũi chân trước luôn luôn thẳng, nhớ chưa? Chân sau là thẳng gối, và cái mũi bàn chân chúng ta phải kéo vào, chứ không phải là chúng ta để tè ra ngoài này. Dạ, yeah, rồi thầy làm được này. Đây nha, thầy phân tích hướng này. Bây giờ thầy đứng sẵn tận gian này. Đây, chúng ta nhìn hướng này nha. Bây giờ thầy đứng sẵn tận gian cho chúng ta xem. Nhìn thẳng hướng này này. Vuông góc chân trước, nghe chưa? Chân trước phải vuông góc. Mũi chân trước luôn luôn thẳng về phía trước. Gối sau luôn luôn thẳng. Mũi chân trước là phải xoay vào thế này, chứ không phải là chúng ta để ra này, nhớ chưa? Để ra ngoài này là sai, mà chúng ta phải xoay cái mũi chân vào. Đấy, đứng này. Đấy, thẳng đứng lên, trụ xuống vững. Trong kỹ thuật karate sau này, ngày nào chúng ta cũng tập trên nền tảng cái tận gian này cả. Đấy, tận gian của Kusurichi, nhớ chưa? Rồi, thay đứng hướng này, thay đứng hướng bên phải, cũng như vậy thôi. Đấy chưa? Các em chú ý, vuông góc chân trước, mũi chân trước thẳng, lưng thẳng, hai vai thẳng và mắt luôn luôn nhìn thẳng về hướng trước, tức là cái hướng mà chúng ta tập ấy. Và hàng ngày chúng ta sẽ tập trên nền tảng tận gian này đấy, tận gian này ngày nào tập hết, thấy chưa? Đấy, tận gian của Kusurichi gọi là tận trước. Rồi, bây giờ thầy quay lại hướng này, thầy quay lại hướng này. Nha, các em theo dõi cho kỹ nhá. Có nghĩa là không phải chúng ta đáp đứng thế này mà chúng ta bước lên tận gian liền đâu nhá. Không phải là chúng ta bước lên liền, mặc dù là cái bàn chân chúng ta đang đứng ở một vai, đúng không? Chúng ta đang đứng ở tư thế chuẩn bị là rồng một vai, thì không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta bước thẳng cái chân lên để thành cái tận gian được, để thành cái tận trước được, mà trước khi chúng ta lên tận trước này thì chúng ta phải qua một cái tận rất là quan trọng, đó là tận nhóm gọi là tận Neko Asiriji. Được chưa? Thầy làm lại. 1 lên, 2 bước ra. Được chưa? Về lại như vậy. 1 2. Có nghĩa là cái tận nhóm này là giống như một cái trạm vé thế. Các em muốn đi qua đường, các em muốn qua trạm thì phải ghé vào trạm, thì sau đó chúng ta mới tiếp tục đi. Và đương nhiên khi về thì chúng ta cũng ghé vào trạm thì mới được phép qua. Hiểu chưa nào? Đấy. Đây. Bây giờ thầy để tay sau lưng này. Các em để tay sau lưng cùng thầy coi.
để tay sau lưng để làm gì? Để cho cái lưng mình nó thẳng lên này. Đấy, đơn giản. Để này á là cái lưng mình nó thẳng lên kìa, thẳng lên. Còn tập vò mà không khom này không được này, không được, sai tư thế, đau lưng, đau xương, nhớ chưa? Vò là phải thẳng thắn, nghiêm túc, lúc nào cũng thẳng. Chống phải là từ không khom, khom đi khẹp nẹp này, nhớ chưa? Thẳng lưng lên rồi. Ở tư thế chuẩn bị tận hay câu đây gì? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên tận nhóm Neko Asiriji bằng chân phải. Một, lên tận nhóm rồi, chân phải. Thẳng lưng lên rồi, nhìn thầy, nhìn này, đừng giống như Tôn Ngộ Không ấy. Nói để tôi dễ hiểu. Hai, bước ra và về phía trước thân tận nhân. Khi bước về phía trước thì lưu ý cho thầy là mũi chân trước thẳng rõ này, mũi chân trước phải thẳng rõ này, yeah. Gối phải vuông góc, được chưa? Thẳng lưng lên, về lại tận nhọn này. Hai, thu về tận nhọn đấy, thấy chưa? Ba, về tận chuẩn bị thực hiện lại nào. Một, hai, bước ra tận gian, về lại tận nhóm. Ba, chuẩn bị. Một, bước lên tận nhóm. Hai, bước ra tận gian. Ba, về lại tận nhóm. Bốn, về lại chuẩn bị. Và như thế thôi. Chân trái cũng như vậy nhá. Chân trái này. Một, bước chân trái lên tận nhóm. Neko Asiriji. Hai, Gen Kusuriji. Neko Asiriji. Gen Kusuriji. Thấy chưa? Đó, hộ thuật ngữ như vậy chúng ta nhớ chưa nào? Đấy, thành gian nha. Rồi, duy. Chúng ta hiểu chưa nào? Bây giờ thầy đánh một cái đòn đánh đờ. Thường nào, trên nền tảng của cái thành gian này chúng ta xem. Từ tư thế chuẩn bị, chuẩn bị. Bi. Thầy sẽ bước ra đánh cái đòn thường đặt trên nền tảng tận gian cho chúng ta xem nha. Đây, bước ra này, lên. Thấy không? Đây, về lại chú bi. Thấy chưa? Lên, thu đây. Các em thấy thầy bước chân qua tận nhóm chưa? Phải qua tận nhóm nha. Hai, ba, bốn. Rồi, tay trái cũng như vậy thôi, đơn giản nha. Nhìn, nhìn này, bước chân trái lên tận gian này. Bước qua, lên. Hai, một, hai, một, hai, một, hai, chú ý, nghiệp, rồi, lọc. Thấy chưa? Thầy nói lại là tận gian của Sureji này ngày nào chúng ta cũng thực hiện hết em. Hôm sau chúng ta khởi động chung hoặc là khởi động chuyên môn, thầy đều cho các em thực hiện trên cái tận này cả. Cho nên chúng ta phải tập cái tận này cho nó kỹ nhé. Rồi, bây giờ thầy thực hiện một lần kết hợp đòn đấm thẳng trên nền tảng tận gian nhé. Để cho chúng ta xem, sau đó chúng ta sẽ nghỉ. Đứng tư thế tận gian nhé. Từ đây, đấm này. 2, 1, 2, 1, 2, 1, rồi đổi bên, tận gián nhá, để chúng ta xem cái tận gián nó như thế nào, 1, 2, 1, 2, 1, 2, rồi chú bị, rồi rút chân một tay. Chân một tay nhá. Thầy làm hướng ngang. Thầy sử dụng tận gian, thực hiện tận gian và đón đấm trong hướng ngang nhá. Đây, thủ lên này, nghe hô này. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Đổi bên này để chúng ta xem
chúng ta xem mọi hướng, xem nó như thế nào nhé. Thủ lên vị đây chưa ra, một hai một hai một hai một hai một hai duy. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái tỉnh thứ hai trong bài học ngày hôm nay, đó là cái tỉnh Kiba Daiji. Thầy nhắc lại, tỉnh này có tên gọi là tỉnh Kiba Daiji, tức là cái trung bình tỉnh. Thì hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các em một cái trung bình tỉnh có tên gọi là Shiko Daiji, thì hôm nay thầy hướng dẫn tiếp cho các em trung bình tỉnh thứ hai, đó gọi là tỉnh Kiba Daiji. Kiba thì trên nền tảng cái đơn giản thôi, trên nền tảng là chúng ta đứng ở tỉnh Shiko, tất cả đều giống nhau nha. Khi chúng ta đang đứng ở trên cái nền tảng của tỉnh Shiko Daiji, tức là trung bình tỉnh. Tuy nhiên đối với tỉnh Shiko Daiji này thì hai mũi chân là chấp chéo hình chữ V, chấp chéo sang hai bên, được chưa? Và thầy sẽ hướng dẫn cho các em tỉnh tiếp theo gọi là tỉnh Shiko Daiji, thì chúng ta chỉ có việc xoay hai cái bàn chân vào song song đấy, nhớ như nào. Thầy nhắc lại, trên nền tảng của tỉnh Shiko, trên nền tảng của tỉnh Shiko Daiji là hai bàn chân chấp chéo hình chữ V. Bây giờ chúng ta chỉ có xoay hai mũi chân song song, hai mũi chân song song gọi là tỉnh Kiba Daiji. Đối với tỉnh này và tỉnh Shiko thì giống nhau, chúng ta đều phải dồn trọng tâm đều về hai gối, vuông góc hai gối, lưng thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, được chưa? Chúng ta chỉ có thay đổi cái bàn chân thôi. Shiko Daiji, xoay mũi chân ra. Shiko Daiji, xoay mũi chân vào. Kiba Daiji, làm theo, các em làm theo thầy này. Mở hai mũi chân ra, gọi là tỉnh Shiko Daiji. Xoay hai mũi chân vào, gọi là tỉnh Kiba Daiji. Nhớ chưa nào? Và ở tư thế tỉnh Kiba Daiji này thì chúng ta cũng thực hiện các kỹ thuật đấm thẳng chẳng hạn. Ví dụ, đấm thẳng này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể đỡ thương đặt, hoặc chúng ta có thể đỡ hạ đặt. Nhớ chưa? Rồi chúng ta thực hiện một vài kỹ thuật nhé. Thuộc về không rồi? Đấm thẳng theo thầy coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú ý. Thuộc về không? Thuộc về không? Đỡ hạ đặt tay phải trước. 1 cái 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi, chú ý được lên. Các em chú ý là cái tỉnh Kiba này, Kiba này nó đứng khó hơn cái tỉnh Shiko. Shiko là chúng ta mở rộng hai bàn chân, nhưng mà đối với tỉnh Kiba này chúng ta phải xoay hai cái bàn chân song song, cho nên đứng rất là mệt. Các em chú ý như vậy và chúng ta phải tập luyện hàng ngày nhé. Đấy, thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cái tỉnh Kiba. Tỉnh Kiba này gọi là tỉnh kỳ mạc đấy các em. Đấy, hàng ngày chúng ta sẽ tập trên nền tảng tỉnh đây nhé. Thả lỏng nhé. Bài học của chúng ta buổi này là kết thúc. Chúng ta thả lỏng nhé. Rồi đưa tay lên, hít đi, thả lỏng, hít thật sâu. Hít thở sâu nào, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Đặc biệt các em chú ý cho thầy là cái tay của chúng ta khi chúng ta nắm nhiều ấy, các em thấy khi chúng ta nắm nhiều nhá, nắm nhiều thì nó sẽ co cơ lại, căng cơ lên, cho nên chúng ta phải thả lỏng tay tích cực. Bởi vì là karate thì chúng ta thường xuyên nắm này. Đấy, kỹ thuật đấm, kỹ thuật đỡ, kỹ thuật đánh gì cũng nắm cả. Cho nên là chúng ta thử luôn luôn thả lỏng tay nhá. Đấy. Thả lỏng tích cực. Xong rồi chúng ta tiếp tục các kỹ thuật khác cho chúng ta không vội gì cả nhá. Không vội vàng. Giống như chúng ta đang đứng trên câu lạc bộ vậy.
Các em cứ tưởng tượng giống như thầy trò mình đang cùng nhau tập trên một cái câu lạc bộ, giống như chúng ta đang tập trên sân trường vậy, à, giống như tập trên một cái địa điểm ngoài công cộng vậy. Đấy, mặc dù là đây là chúng ta đang tập luyện tại nhà, nhưng mà chúng ta tương tác, chúng ta tương tác, nghỉ ngơi, tập luyện, thực hiện theo nội dung, theo hướng dẫn của thầy. Và chúng ta xem đây là một buổi tập nhé, đây là một buổi tập, chứ không phải là chúng ta mở phim lên, chúng ta mở tivi lên, chúng ta mở laptop lên rồi chúng ta xem xong rồi chúng ta làm, phải mà chúng ta mở ra thì chúng ta phải có tương tác với thầy và thầy trò cùng tập, cùng luyện, cùng hô, cùng tập theo nhịp. Như vậy thì nó mới khí thế và như vậy thì nó mới chất lượng nhé. Đấy. Rồi. Duy. Rồi, như vậy là bài học của ngày hôm nay trong chương trình Từ học võ karate tại nhà, thầy đã hướng dẫn thêm cho các em một cái tấn, đó là tấn trước, có thuật ngữ là tấn gen của Suichi. Thì trong những buổi tập tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng tiếp tục ôn lại và cùng tiếp tục tập luyện các kỹ thuật khác trên nền tảng cái tấn gen của Su này. Để làm gì? Để dần dần cho chúng ta quen nhé. Và buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào quý bậc phụ huynh, toàn thể các em học sinh. Xin chào tất cả các bạn võ sinh. Hẹn gặp lại trong những buổi tiếp theo và thầy sẽ hướng dẫn nhiều cái nội dung mới cho chúng ta. Và theo chương trình thì mỗi ngày sẽ có một video hướng dẫn cho các em. Thầy nhắc lại, chương trình Từ học võ karate tại nhà của thầy thì một ngày thầy sẽ thực hiện một video để hướng dẫn cho các em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, học giỏi và biết vâng lời của mẹ. Xin chào các em. Chúc mừng.